Khoảng 3 giờ chiều nay, một ngôi nhà trong ngõ 46B phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hai Bà Trưng đã bất ngờ bốc cháy. Ngay khi nhận được thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 đã điều 3 xe cứu hỏa đến chữa cháy. Đến 4 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Đối tượng phóng hỏa là một người đàn ông trung niên. Theo thông tin ban đầu, đây là một thành viên trong gia đình. Hiện đối tượng đã bị công an phường Tràng Tiền tạm giữ để điều tra.